Ây. Thích nhỉ. Giờ ngắt ít một, ngắt khoảng vào một. Bắt luôn. Đây. Ba thằng. Ngắt. Nó rút vào chân mình, mình cho tay vào bắt. Ôi nhặt này được. Được nhặt này. Cháu nhặt. Con mè kia phải 5-6 cân, 5 cân. Ê, mù mặt. Bắt chứ. Bắt đi. Ngắt. Bông ơi bông, chim nó tắm hết nước tắm của bông rồi. Anh lấy hết nước tắm của bông cho chim tắm rồi. Sao, được không? Không được á? Nhưng mà chim nó cứ tắm rồi. Đúng là công nghệ của thằng Tàu các bạn ạ. Một cái thứ đồ chơi thôi, thế nhưng mà mình chơi là cũng cảm thấy rất chi là ham luôn. Từ nãy giờ cứ coi ngồi cứ chơi nghịch tìm hiểu là không hiểu vì sao độc đùn một cái thế là xe nó đi. Đấy cho nên là cái anh Trung Quốc này anh rất chi là hay luôn. Anh đánh đúng vào tâm lý của trẻ con. Trẻ con thì rất thích cái đồ chơi như này, mà đến người lớn thì cũng vẫn rất chi là thích chơi nó luôn. Mình chào tất cả các bạn, chúc các bạn xem video vui vẻ. Thế là mình đã tắm xong được cho mấy cái chú chim của mình ấy. Đấy, cái công việc là thi thoảng là thời tiết nắng ấm lên một cái là phải tắm cho những chú chim. Đấy. Vì những cái chú chim của mình ấy, mình để ý là nó có vài cái con bọ ấy các bạn. Vài cái con bọ là cứ bấu ở trên lông ấy, thì là mình sử dụng cái nước tắm của con bông, mình cho nó tắm luôn. Thế mà để ý cũng thấy sạch bớt đi được phần nào đấy rồi các bạn ạ. Đấy. Nghĩ ra thì nhưng mà nó cũng có một cái hay. Và tiếp tục với cái công việc đó là không thể bỏ qua được cái ý định chinh phục mấy cái con thằn lằn này các bạn này. Mình vẫn đặt một chiếc bẫy ở đây. Mình thì mình có đủ lưỡi câu để câu chúng nó, thế nhưng mà mình sợ câu chúng nó rồi mình nuôi thì mình chả nuôi. Mình thả ra thì sợ đau chúng nó, thế cho nên là thôi cứ bẫy bằng cái phương pháp cổ truyền này. Chúng nó vẫn cứ thò đầu lên thò đầu xuống, chúng nó không dám vào cái chai này đâu mà. Không từ bỏ đam mê. Có cái búi tre này nhưng mà chả mấy khi ăn măng các bạn. Là mọc được bao nhiêu ánh toàn để cho mình chơi. Wow. Vừa đi khiêng cho quế được ít cá giống về các bạn. Đấy. Và trở lại cái chuyện hôm vừa rồi, mình với Quế và mấy anh em đi trải nghiệm ăn uống, tâm hồn ăn uống một chút xíu ở khu vực xa nhà. Hắn giao cho mình cái chân lướng gà. Thế là mình hôm nay lại tự dưng lại nghĩ tới ra cái món này thèm. Thế là thôi lại quyết định là thiết kế một cái món gì đó để lướng để nhớ lại cái hương vị hôm vừa rồi. Hôm vừa rồi ăn ngon ơi là ngon các bạn ạ. Chắc hẳn là các bạn cũng xem video đó rồi đúng không? Mình được cái là cũng hơi khéo tay một chút xíu. Thế cho nên là thôi, lại triển khai một cái thứ nữa mà cha vừa rồi mình đã từng hứa với các bạn là mình sẽ tìm bằng được nó. Rồi bây giờ nó là cái món gì thì chúng ta cùng chờ đợi nhé. Đây chính là cái thứ mà mình đã từng hứa với các bạn là rồi sau này mình sẽ phải tìm bằng được nó đấy các bạn. Rồi các bạn nhận ra chưa? Tuyệt vời luôn. Bây giờ thì mình đem lướng nhá. Lâu lâu rồi cũng phải làm tí cho nó ấm cái anh ruột đã chứ nhỉ. Đấy. Ui ta ta, bắt đầu vào lướng rồi. Nếu như ăn mà là có tội thì xin phép cho Long xin một cái tí tội nhá. Bởi vì sao? Lắm lúc thì cũng thèm thật.
nhìn ở trên mạng này, rồi nhìn các bạn ăn uống, ui kể mà lúc đói thì cũng phê lắm. Cho nên là thôi cho mình xin một cái tí tội tội để mình chế biến cái món nòng nướng này xem nó ra sao nhá. Úi ta ta, nó lên một cái mùi vị đặc trưng rồi các bạn ạ. À, cho nó thêm một tí sa tế này vào này, cho nó ngấm từng thớ thịt một, có một cái hương vị này cay cay. Bắt đầu hấp dẫn dần rồi đấy các bạn nhỉ. Cái món gì nướng gì cũng phải có một chút cay cay vào thì nó mới ăn nó mới đã được các bạn. Lổ lép bép à. Từng mini mét đều có cay cay. Ok, đấy, một chút nữa là chín thôi. Mình là mình không thể thiếu được cái món hành tươi này các bạn này. Đấy, phải cho một chút hành tươi vào nó cho nó thơm. Khói thế, khói thế nhưng mà ngon. Wow, sau một cái thời gian ấy, lướng lướng quay quay thì có một cái đoạn này này các bạn này, thì mình đi về mình lấy cái gia vị ấy, thế là để thế nào nó cháy mất. Thế nhưng mà vàng rộm luôn, ngon đấy, vất vả một chút xíu nhưng mà có cái để đánh chén rồi. Bây giờ thì đi vào trong này. Các bạn có biết khách mời hôm nay lại là ai không? Không có gì thay đổi thì vẫn là thanh niên Hiệp và thanh niên Ninh nhà mình. Wow, ghê chưa, các bạn thấy chưa, hắn ta chuẩn bị chu đáo chưa này. Ai hôm nay có cả coca nữa cơ, ơi già sướng nhá. Ui. Rồi, bây giờ thì mình sẽ để vào đây. Ui, nhìn cái món coca mới này. Chắc Hiệp mình về lấy đá rồi. Oi oi một chút xíu, hắn ta thích uống đá. Để chờ đợi cái món này nó nguội một chút xíu ấy, thì xin giới thiệu với các bạn, đây chính là cái món nước chấm thần thánh. Sa tế thì các bạn biết rồi đúng không? Đấy, bột ngọt thì chắc là cũng có rồi, mình cho vào rồi mà. Nhưng mà đậm đà nhất là vẫn cái hương vị của cái quả quất này nè các bạn này. Cùng thì chanh, thế nhưng hương vị của chanh nó khác với hương vị của quất luôn. Đây, thanh niên mang đá ra đây rồi. Con cho đá vào cốc đi, ba cốc, ba bố con mình. Để bố chế cái món nước chấm. Chị không uống đâu ạ. Chị không uống á? À, chị sợ rát họng à? Được, thế để bố con mình uống nhá. Wow. Ngon thế. Nào, con mở coca ra cho bố rót cho. Nào, rót coca đi. Nhẹ thôi, chậm thôi, chậm thôi, không có gà. Đấy, bố biết mà. Cho sang cốc này nữa con. Cốc đấy rót sau. Rót chậm thôi, nhẹ nhàng tình cảm thôi. Rồi, giờ con để đấy, con lại đi sang bên cốc này. Đấy, đúng không? Đấy, đúng sách rồi ấy. Chị Linh đâu? Chị Linh không uống. Chị Linh không uống, thế còn hỏi chị Linh không ăn không? Có ăn không? Chị Linh cũng không ăn. Ui, cũng không ăn á? À, chị Linh ngại. Bố biết rồi, chị Linh ngại. Rồi, thế thì hai bố con mình ở đây. Bây giờ thì con sẽ lấy cái ghế kia. Đây, con thấy cái ghế bên này. Đấy. À, trước tiên thì cũng đang oai một chút xíu. Mình xin phép các bạn là mình uống một hớp coca trước đã. Ây, con không mời ai à? Con không mời các bác à? Xem video hôm nay có cả các bác các bạn đấy. Các chú nữa ấy. Phải mời nhớ chưa? À, bây giờ con rót coca đi. Con rót coca vào cho
cho mát đã, sau đó bố sẽ tháo cái này ra. 5 4 3 2 1. Ui da, là vẫn còn bám một tí nước đấy các bạn. Nhẹ thôi, không rơi xuống đây là tất cả bố con mình là ăn cát luôn. Đấy, đẹp tuyệt vời luôn. Nào, bỏ kéo đây cho bố cắt cho. Con thích ăn đoạn nào? Con thích ăn đoạn nào? Đoạn này á, đoạn đầu này á. Đây, bố cắt cho con này. Đoạn này thì nó không được vàng cho lắm. Ở đấy, quên. Có thanh niên, có trẻ con là mình phải cắt nhỏ nhỏ xíu xíu đi một chút xíu các bạn. Không là không may là các bé nó nghẹn đấy. Ngon nhỉ? Thế này bố quên, không làm một chút xíu, một chút cái kiểu sụn ấy. Các bạn đã biết không? Rồi sụn ấy, là bên trong là người ta cho sụn vào ấy. Thì cộng thêm mấy cái mỡ này này. Và một chút ít gia vị nữa ấy, là được cái món rồi sụn, mình gọi là rồi sụn. Đấy. Ấy, đoạn này bây giờ mới là phần tê này các bạn này. Wow, ta ta. Mới cắt thôi mà đã cảm thấy là không cưỡng lại được rồi. Đã đời. Cái tay chiêu của mình không thuận ấy. Cầm đũa tay chiêu buồn cười thật. Nó cứ kiểu như là nó cứ đơ đơ cái tay ấy. Thuận tay nào tay đấy nó rất chỉ là khôn luôn. Các bạn công nhận không? Rồi. Ui. Nào, hai bố con mình cùng nâng ly. Như hai thằng đàn ông. Mình tiếp tục lại mời các bạn dùng bữa với bố con nhà mình nhá. Trước tiên thì mình sẽ thưởng thức cái món Coca. Vừa lấy uống một hơi rồi. Này, đây nước chấm đây con. Đấy. Nào con ăn miếng nào con dùng đi. Bố dùng thìa vậy. Đây mình xin phép tay của mình thì cũng không bẩn lắm đâu các bạn. Con mời các bạn ăn. Mình mời các bạn. Con ăn đi. Hiệp thì mình vừa mời các bác, mời các bạn. Các bạn thấy thế nào? Tuyệt vời không mặt trời chưa? Cứ phải dầm dầm thêm một tí nước chấm nữa. Ấy à. Úi. Giòn thật đấy. Con ăn miếng này nè. Nghẹn con chết. Nghẹn con chết á. Wow. Con tháo nắp vào chai Coca này. Đưa đây cho bố. Nào con bỏ đây cho bố rót cho. Wow, khéo sạn vào đấy. Được cái này vườn nhà mình có cát đi. Trên sân cũng cát. Ui. Trên giường cũng đầy cát luôn. Đây, lại làm thêm miếng nữa. Wow. Các bạn thấy cái nước thơm lắm nhá. Có vị của bột ngọt này, quất này, hành này, lại có tí cay cay nữa. À hè. Thật sự là ăn không muốn nuốt. Thì các bạn biết cái hương vị nó thơm thật. Cứ đồ gì nướng là nó thơm. Thế này mà mấy hôm vừa rồi rét bố con mình ngồi thế này nhỉ. Nhưng mà rét thì lại không ngồi ngoài này được vì có mưa. Đây. Đó chơi một miếng bằng thìa. Đấy, chơi bằng thìa thì sẽ dầm được nó như thế này. Đấy. Các bạn thấy được không? Wow. Ui, hành thơm thế. Chấm vừa khéo cay không nhé. Bố này ăn được cay.
cứ muốn là phải đả liên tục. Đang giả mồm. Cái này như bố cắt dài quá. Bố cắt dài quá. Ngon được bỏ hết cho bố. Như ăn vẫn ngon. Ừ. Đấy, con chó này hàng xóm nó đang trị với bố con nhà mình đấy. Đấy, cứ phải chấm cứ như thế này nó mới đã đời các bạn ạ. Cái mùi vị của hành này thì các bạn không cần nói, các bạn biết đúng không? Thơm lắm. Thích không? Thích không? Hôm nào trời rét rét bố con mình bảo mẹ ra chợ mua con gà về lướng nhá. Hôm lọ đi ăn với chú Quế ngon lắm. Con xem video của chú Quế chưa? Đấy, phê lắm. Hôm đấy bố lướng này, tuyệt vời luôn. Các bạn nhìn này, nó dày không này? Đấy. Úi chết rồi. Hai con ngan nó phá hoại cái núm khoai của bố con nhà mình rồi. Ăn đi. Ăn mạnh. Hôm nay chị Linh không thích cái món nòng này đâu. Với lại chị Linh cũng ngại lên video lắm. Nè, Linh nhà mình lớn rồi mà. Rất ngại lên video luôn. Bố ăn hai. Con ăn hai. Nhá. Nạt là hết rồi đấy. Đã đời. Đúng là thơm ngon đến miếng cuối cùng. Là con lấy đũa đạp vào cho bố. Con ba bố ăn hai đi. Bố ăn chỉ hai miếng này nữa thôi nè. Ngon lắm rồi, no lắm rồi. Quá tuyệt đúng không nhỉ? Đấy. Đa điểu nhà mình nha. Đấy, đã đang ăn cám rồi. À, thôi bây giờ thì video thì cũng đã dài rồi. Bố con mình thì cũng xin phép là gửi lời chào tới tất cả các bạn ấy. Đấy, bây giờ thì mình lại về với công việc của mình thôi. Là con chào các bác, con chào các bạn chưa? Chào các bạn. Đấy, đang dở miếng bố bắt chào. Ok, hẹn các bạn ở video ngày mai nhá. Bây giờ thì Long Đen xin phép là tạm dừng video để can ngăn mấy con ngan kia. Nó đang phá hoại của Long Đen rồi kìa. Đấy. Ôi, tưởng là hai bố con ăn xong được tí nòng thì là đã là nghỉ ngơi cơ. Thế nhưng mà cái bác ở làng bên ấy có bảo nhờ anh em là kéo cho mấy mẻ lưới ấy, thì mình lại đi lên kéo lưới cho cái bác ở trên làng bên. Thì các bạn thấy đấy, khi về thì mình chỉ xin được mỗi cái này thôi. Bác thì có bảo cho mình là cá, thế nhưng mình không ai lấy. Vì là kéo giúp người ta cũng chả lấy công, cũng chả lấy cá làm gì cả. Thì chỉ xin bác mỗi cái cục này thôi là các bạn ạ. Đẹp thế nhỉ. Mình thì mình kiểu là thích sắc đẹp thôi. Đấy. Khúc gỗ này ấy, các bạn là kiểu như là nó là một cây gỗ to. Thế nhưng mà trong quá trình ngâm ở dưới nước này, ngâm ở dưới đất này, thì nó trở thành một cái cảnh đẹp như thế này. Quay trở lại cái chuyện cá tép các bạn nhỉ. Nhìn ở trên video các bạn cảm thấy rất là thích đúng không? Đánh cá ao mà. Ao thì mà không nhiều cá thì đâu gọi là ao đúng không? Chỉ ngắm nhìn thôi cũng là thích. Ở quê mình thì gần sông ấy thì cũng nhiều cá lắm, thi thoảng thì cũng ra sông đánh bắt được và nước lũ thì nó cũng nhiều cá. Thế nhưng mà cảm giác ở ao thì nhìn thấy cá to, thích ơi là thích. Thế là giúp hai bác đấy kéo cái ao thì bác có bảo là anh em làm ít cá về ăn. Thế nhưng mà các bạn cũng biết đấy, vầy vò thì thích thôi chứ còn ăn thì cũng chả đáng được bao nhiêu cả. Thế cho nên là giúp hai bác ý là chính thôi. Thế nhưng mà nhìn thôi, độc nhìn cái cảnh tượng cá nó nhiều ở trong lưới mà cảm thấy là quá thích luôn. Rồi. Như vậy là đã xong cái hành trình giúp được hai bác. Bây giờ thì quần áo bẩn lắm rồi. Mình đi tắm rửa đây, không thì lại tối mất rồi.